Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức và hai bản tin này. Rồi. Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung về người mẹ và tên cha dưỡng đã dí tàn thuốc nóng vào người của một bé gái ở quận 12. Đó là đã bắt giữ mẹ và cha dưỡng bé gái bị dí tàn thuốc đang cháy vào người và vùng kín. Một bé gái 6 tuổi quê ở Trà Vinh nghi bị cha dưỡng bạo hành dí tàn thuốc nóng vào người khiến dư luận đang quan tâm. Vào chiều ngày hôm nay ngày 29 tháng 10, công an ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ bà Dương Thảo Dương là mẹ của cháu Ếch và ông Hà Quốc Việt sinh năm 1983 để làm rõ việc bé Ếch bị bạo hành. Một nguồn tin cho biết cả Dương và Việt đều nghiện ma túy. Thời điểm đưa về công an quận 12 thì cả hai lên cơn thèm thuốc và ngáo đá nặng. Ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 cho biết Ủy ban Nhân dân quận và các đoàn thể của quận này đã đến thăm hỏi sức khỏe của bé Ếch. Trước đó, trưa cùng ngày, Công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12 cho biết đã tiếp nhận được trình báo của gia đình ông H quê ở Trà Vinh về việc cháu bé C, 6 tuổi hay còn gọi là cháu Ếch, nghi bị bạo hành khi sống với mẹ ruột của mình. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số clip với nội dung một bé gái quê ở Trà Vinh nghi bị bạo hành khi sống cùng mẹ ruột và cha dưỡng ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng và được nhiều người chia sẻ và kêu gọi tố cáo hành vi này. Trong clip, bé gái kể lại bị cha dưỡng đánh và dí tàn thuốc lá nóng vào người. Ông ngoại của cháu bé thì cho biết gia đình phát hiện bé bị hành hung khoảng 4 ngày trước. Bé gái sống với mẹ ruột ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12 và người gây ra các vết thương cho bé chính là ông Hà Quốc Việt. Tên khốn Hà Quốc Việt, sống chung như vợ chồng với mẹ bé. Phải gọi tên này như vậy mới đúng. Ông ngoại của bé Ếch phát hiện cháu bị bạo hành khi tắm rửa cho bé. Sau đó, ông đã đón cháu về quê và nhờ người trình báo cho công an. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12 đã mời làm việc những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hiện bé gái đã đưa đi bệnh viện quận 12 thăm khám và giám định thương tích ở Trung tâm Pháp Y thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Qua đây cho chúng ta thấy là việc mẹ nào mà không thương con, mà tại sao cái người mẹ này lại mà để cho cái tên này mà đánh hành hạ con gái của mình như vậy. Thử hỏi bà này bà còn có lương tâm hay không. Còn cái ông này nữa, con nít con nôi nó có biết gì đâu mà lại đánh nó như vậy, mà còn dí tàn thuốc phỏng khắp người mặt mày như vậy. Tốt nhất là nên chung thân. Hai cái loại hai người này thì bây giờ có thả là xã hội thì chỉ làm dơ bẩn xã hội thêm thôi, chứ có làm được cái gì nữa đâu. Hút chích tối ngày cứ mê ba cái phê pha cái đó, cứ chập đá mà tí, thiếu gì cái thứ mà không ấy. Cà phê sữa nè, nước ngọt, nước cam, sao không giỏi ăn uống đi, uống cho tràn bẩn họng đi, cứ uống ba cái gì đá đá gì đó, ma tí đá chứ. Nghe mình bực mình. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên mà ấn cái nút đăng ký ngay đây nè, để cập nhật các tin tức mới nhất. Chúng tôi sẽ cập nhật các tin tức mới nhất về vụ này. Cảm ơn các bạn.